Siêu dự án Coco Bay Đà Nẵng của công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng thành đô tập đoàn Empire có tổng vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng. Dự án từng được quảng bá rất rầm rộ với sự có mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Chủ đầu tư còn quảng bá mô hình vị trí của dự án được đánh giá có đặc thù tương tự các tổ hợp giải trí du lịch lớn trên thế giới. Siêu dự án là tổ hợp du lịch, giải trí, lưu trú khách sạn, tuyến phố đi bộ, Đặc biệt, đây cũng là một trong số dự án tiên phong về loại hình hotel và chiếm số lượng rất lớn về loại hình này tại Đà Nẵng. Thời điểm mới ra mắt, chủ đầu tư còn cam kết lợi nhuận đến 12% một năm. Tuy nhiên, sau đó, chủ đầu tư vỡ trận hotel, Hệ lụy là nhiều chủ sở hữu hotel tại tổ hợp Coco Bay Đà Nẵng phải lâm cảnh tan cửa nát nhà đi vào đường cùng. Khách hàng phải bao vây dự án, chủ đầu tư để đòi quyền lợi. Được biết, cùng với việc chờ được cấp sổ đỏ cho căn hộ dịch vụ du lịch Condotel, một phần tổ hợp Coco Bay đã được Đà Nẵng chấp thuận cho chuyển thành chung cư. Tuy nhiên đến nay, siêu dự án này vẫn trong cảnh vắng lặng, nhiều hạng mục công trình bỏ hoang, sắt thép hoang rỉ.